Let's go! Okay, I take this 8,000 real. I pay for you 160 rupees. It's a good challenge. This is my vlog. Don't touch. I eat all. Bọn tầng học này là nếu nhóm đam á, một cái hơi nơ hang lộ Panipuri mà cái lại như thế. Ok, là nhóm đợt của cái nhóm tầng học này nó 200 đồng tha ta Panipuri còn luôn thì làm lại con nè. Tặc ngon một nhớ. Hello, namaste. Panipuri, how much? 20. Hả? 20 rupees. Bọn bọn nó có mấy là tầm 20 rupees đây. Chẳng đăng tha ta 20 rupees bao phần màn rô nát tầm nào bởi nhóm nữa. บันเทรุปปี้อร่อยนี่ยอมเรียน160 Nhắm Panipuri hái nhắm té khơi nhà hàng bộ mô mặc lại ní để con chơi chân kiệt này phá mà luôn nó tên đấy à hay là ní nhắm mà cho nhắm mô mà đón tiết tay nhưng mà tân năm hai lại mà đấy thì mình xua con sẵn đấy để thao mặt giấy để khi được việc thầy gửi đi vấn thì khám sớm đấy phá nó bố thằng có đi mấy Panipuri của ngồi đông hay lời ní mô ní mà chan đấy cùng 7 con riêng hay snow hạt non đấy cứ sạch ngon bên dưới tớ nước mai dưới này cái hai thà đứng sang mỏ còn tay là cái hai thà màu màu hay còn mũi đồng còn bộ nó có điều cho em mỏ nhám hai ta nhám với nhom ngon nhở bọn ông ngon bọn bọn nó nè seafood nập tên đĩa cứ seafood man ông yên tâm ông yên cái anh coi tê cứ này nó thôi nhắn nó cứ chẳng thành đòn là nè bọn bọn nó nè cứ mong trăm cái lá nộp tên đĩa xong rồi chẳng hay nè đồng nào cứ thôi bắt tranh thì cứ ca nó đẹp lên mền tên là ní cho mà đo video dân mình mà rồi rụt pi là 300 hay nó sao ta học sập rụt pi tê chắc đang ta học sập rụt pi tê đang ta nhâm ấy ban khác tê ta làm đan đo video là hôm đó sập nó bao đọc đi hay không thì like cái subscribe cái channel bao nhiêu phong ha ta ní ở trên nội chặt bao nhiêu bao đọc ní cứ ở phòng tê sao phòng bao giờ mấy chuyện nhá nè hay ở trong mơ ta học sập rụt pi đồng ban này tiền không mấy hả Ooh, okay, vâng. Các bạn bỏ được ngọt này hay xin đẹp con tia bóng con đấy cứ phi cua buôn ở sai sập lục phi bóng con. Bọn tầng ngọt này lại thuốc ngay mềm tên bông tiêm bông ngào đấy chà pi crop đã sai sập lục pi tê chân rồi 320 lời ní cho đó sai sập cái tầng rồi sai hay trong năm tháng 120 lục pi tiết ta nhầm ăn ấy tiết không thích nó tâm ra ở đó trong video tầng ngọt này ta mình nhầm mùi nhầm tầng ngọt này nhanh mong bón nó nha, nhanh mong bón ngọt nha, là bật lên đi á, cứ tâm có hôm nó cứ gấp pe bật nhiệt ta mình đâu, mình tha pe qua một hộp, mình tha nó nhăn xót chân ấy, cứ quát tay ta mình cho tay mình đâu cứ tâm có hôm nè. Là nó so ta mà phay rút phay tê tê cho tụi nhầm ấy, xong khỏi cái bằng ó cứ soda thì mỗi tập mông mỗi mai cô thì mỗi tập bao nhiêu tay mà đo, hai nhầm đâm lại vậy, how much is that? Telugu. Con ăn chơi gì ăn lễ tê, con để ta thì sao Telugu ban, con ta ấy thì mình sửa của sạc con, nhầm ai của sao nhầm sửa? One glass, right? 20 rupees, okay, one. Finally, 20 rupees, bạn mình chọc hai chục muối nóng soda của Smart Store chả. Ở bên dưới ta bao bao được ngọt nè, soda của Smart cứ miên phi rồi chiết, muối rồi chiết trái, nóng mới tiệt rồi chiết em. Ta, ta bao bao ngọt nè ơi nè. Sao lánh cho mỏ quát mỏ, cho mỏ sủi, các bạn mẹ nè, ui sao ăn mẹ tên, beautiful. Cái lạnh coi xanh mà bò nọt nè, hai cái lạnh coi nít cứ chia chấm nọ rồi dồn trong nè. Bên nhiệt tới xem nó bên tên điện nít cứ là hai tam phơi seafood bọc quạt lắm, cứ seafood ở miền tộc ở miền đấy tê cứ đây bò bò mang khơi chắc cứ cho nhâm tay mà đong hay nhóm, cứ thay cho tam thì mình nhâm lô mình đo lại tay mà đo, còn tay nhâm để mình té nó bò bò đó nè, cứ chia soda của chúng mày cứ nhanh những tem. Rồi học tập rụng pi, phẩm bảy quan đi bằng ôn được ngóc đi. Cứ tha nhâm nhâm làng trái làng đo cùng tu ta mà không vậy man á. Cứ làng bay buôn bốc này mà đo, bằng ôn được ngóc đi mà lên làm như bầm nón trong mà lên tên đi á, cứ nhớ số mình tên một và hai nó sẽ đi cứ thu lại chứ này.